Thưa quý vị, sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 9 tháng 3, hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của hội nghị. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nghị quyết của hội nghị. Ngay sau hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo khẩn trương, nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai một cách nghiêm túc, phân công rõ ràng các tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm chuẩn bị các đề án cụ thể để triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ban chấp hành Trung ương nhất trí cho thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tập trung cao, đồng thời Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần tập trung quán triệt xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, gắn với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, đồng thời tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.